Kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung: Liệu Trung Quốc sẽ rút điện Tesla? Theo nguồn tin từ tài khoản Facebook Dương Nam Sơn và sau đây là nội dung chi tiết. Công ty sản xuất xe điện Tesla có một vị trí đặc quyền ở Trung Quốc trong 2 năm qua. Vị trí đó có vẻ an toàn và Bắc Kinh thường coi nhà tỷ phú Elon Musk là doanh nhân phương Tây kiểu mẫu. Tuy nhiên, trong một thị trường thất thường và thay đổi nhanh chóng như Trung Quốc, Musk có thể là một người nổi tiếng kinh doanh trở thành một kẻ bị ruồng bỏ chỉ trong vài ngày. Cứ xem Jack Ma là một ví dụ điển hình. Theo một bản tin của CNBC, một căn chức nhà nước Trung Quốc đã rút Tesla đảm bảo khoản vay với trị giá 1,6 tỷ đô la vào năm 2019 để xây dựng nhà máy ở Thượng Hải. Hơn nữa, trong đại dịch toàn cầu năm 2020, Tesla đã được nhà cầm quyền Thượng Hải hỗ trợ để nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường và bất chấp việc ngừng hoạt động trên diện rộng tại đại lục. Ngoài các khoản vay giá rẻ, giảm thuế và nới lỏng các hạn chế, Tesla còn được hưởng các quyền tự do chưa từng có mà các đối thủ nước ngoài khác không được cấp. Tesla được giữ vai trò quyền kiểm soát các hoạt động của mình tại Trung Quốc mà không cần liên doanh với một đối tác địa phương. Để đáp lại cái gọi là đặc ân của lãnh đạo Bắc Kinh, Musk đã nhiều lần ca ngợi Trung Quốc trong các cuộc phỏng vấn khác nhau. Thậm chí, đã khiến một số nhà phân tích chính trị Mỹ tức giận khi ông ta ca ngợi lãnh đạo và công nhân Trung Quốc là những người thông minh và chăm chỉ, ngược lại chỉ trích những người Mỹ có tính cách cậy vào mình có quyền và tự mãn. Dường như mọi ưu đãi của chế độ dành cho Elon Musk và Tesla đã nằm trong chiến lược của Trung Quốc tạo công việc làm cho đại lục và đồng thời ăn cắp công nghệ kỹ thuật cao của phương Tây. Thật không có gì dễ dàng hơn khi một công ty sản xuất xe điện Mỹ lại tự nguyện làm cá chui và dọ. Doanh số Tesla tại Trung Quốc đạt 6,7 tỷ đô la vào năm 2020, chiếm 21 trong đó tổng số là 31,5 tỷ đô la của hãng. Theo báo cáo của công ty gần đây, Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc cho biết, Tesla là hãng xe điện bán chạy nhất ở Trung Quốc vào năm ngoái với 135.400 chiếc Model 3 được bán ra. Tuy nhiên, làn gió thay đổi sắp quét qua ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng của các công ty trong nước. Chiếc Model Y e của Tesla sau đợt phát hành và quảng cáo mạnh mẽ trên thị trường, chỉ có thể bán chạy đứng hàng thứ ba trong tháng 2. Vị trí hàng đầu của Tesla đang mất dần. Vào đầu năm 2021, nhà sản xuất xe điện NIO của Trung Quốc đã giới thiệu một chiếc xe lần đầu tiên của mình, ET7, với công nghệ tự lái. Tương tự như vậy, SAIC Moto thuộc sở hữu nhà nước đã thành công với chiếc xe điện Hongguang Mini EV thân thiện với ngân sách có giá là 4.500 đô la, hiện đang bán chạy hơn những chiếc xe hạng sang hơn của Tesla. Trong nửa cuối năm 2020, Hongguang Mini EV đã bán được 112.000 xe và xếp thứ hai sau Tesla Model 3. Vị trí của Tesla ở đại lục hiện nay là cạnh tranh với các đối thủ trong nước và những công ty sản xuất xe điện của Trung Quốc có quan hệ gắn bó với các nhà lãnh đạo nhà nước. Gần đây, Giọng điệu của Bắc Kinh dường như đã thay đổi. Tesla đã bị cơ quan quản lý Trung Quốc gọi đến để chất vấn về các vấn đề chất lượng và an toàn đối với xe của Tesla, bao gồm cháy pin và tăng tốc bất thường. Vào đầu tháng 2, Tesla bị buộc phải ra lời xin lỗi công khai với lưới điện của nhà nước Trung Quốc sau khi có một video có chủ đích cho thấy là nhân viên của Tesla đã đổ lỗi cho mạng lưới nhà điện quá tải là nguyên nhân gây hư hại cho xe của khách hàng. Tệ hại hơn nữa, kể từ giữa tháng 3, mọi xe điện Tesla đã bị cấm đến các khu liên hiệp quân sự và nhà ở của gia đình quân đội vì lo ngại về dữ liệu nhạy cảm được thu thập bởi các camera tích hợp trên xe. Các cơ quan nhà nước lo ngại rằng xe Tesla có thể được sử dụng để do thám Trung Quốc, một vấn đề an ninh quốc gia. Trong cuộc triển lãm ô tô Thượng Hải hôm thứ Hai, một trong những sự kiện xe hơi hàng đầu thế giới một phụ nữ từ hà nam đã sở hữu một chiếc xe tesla đã giận dữ leo lên lóc một trong những phương tiện trưng bày của công ty và hét lên rằng phanh xe của cô ấy đã mất kiểm soát sự kiện này xảy ra tại gian hàng của tesla được ghi lại bởi rất nhiều người xem những người sau đó cũng đã tải đoạn phim lên internet và giúp nó lan truyền trên mạng xã hội thử hỏi trong xứ cộng sản có phụ nữ nào mà dám đứng lên nóc xe tesla để mắng giám đốc công ty nếu như không có người chống lưng. Đến ngày thứ ba, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã công bố một đoạn nói rằng chất lượng xe điện của Tesla phải đáp ứng kỳ vọng của thị trường để giành được lòng tin của người tiêu dùng. Vài giờ sau, Ủy ban các vấn đề chính trị và pháp lý của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vào cuộc, đăng một bài bình luận trên tài khoản WeChat và cho rằng Tesla nên tôn trọng người tiêu dùng Trung Quốc và tuân thủ luật pháp quy định của địa phương một điều cốt lõi mà nhà tỷ phú mark có thể không nắm vững khi đầu tư vào trung quốc đó là bản chất lật lọng vắt tranh bỏ vỏ của chế độ cộng sản vị trí của trung quốc ngày càng trở nên không rõ ràng đối với tesla vì vậy là rất khó để đánh giá chiến lược tương lai của bắc kinh nhưng tesla có thể mong đợi một sự thất bại ngay lập tức và các hình phạt nếu họ không khắc phục được các vấn đề về hiệu suất an toàn và an ninh quốc gia và tại thời điểm này một khi bước sai lầm có thể khiến cho Trung Quốc thẳng tay trừng phạt Elon Musk. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung liệu Trung Quốc sẽ rút điện Tesla theo tài khoản Facebook Dương Nam Sơn đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.